Có phải trường này không dạ? Tôi đi hỏi á, người ta nói cả tỉnh thành chỉ có một trường tỉnh này thôi. Trường tỉnh cái giống gì mà vắng như chùa Bà Đanh. Ông nhớ lại coi có lộn không? Thì bữa đó chính bà cũng nghe bà Hai nói là ông Chánh Tâm đưa con Thu Dân ra tỉnh học. Bà đã ra tỉnh thì học trường tỉnh chứ không lẽ học trường làng. Có chuyện nó vắng tanh thì ai biết tại sao. Chị lại đây, chị làm ơn cho tôi hỏi thăm. Chị muốn hỏi việc gì? Chị cho hỏi đây có phải là trường tỉnh không? Phải rồi. Sao vắng tanh vắng ngắt vậy? Chứ chị không biết hôm nay là ngày chủ nhật hay sao. Trời ơi, bữa nay là chủ nhật vậy mà ông cũng không biết nữa. Hèn chi trường vắng tanh. Vậy chứ bà có biết không mà bày đặt. Còn bây giờ á, bà tính tiền của Thu Dân ở đâu đi? Bây giờ kiếm chỗ ở nhờ rồi ngày mai quay lại. Thu Dân à. Dạ. Con thấy chuyện học ở trên này có khó quá không con? Con có theo kịp không? Lúc mới vô học á, con cũng thấy lo lắm cha. Con chỉ sợ là không theo kịp chúng bạn. Nhưng có anh Thể phụng kèm cho con, nay con thấy an tâm lắm rồi. Còn con, lúc này con học hành ra sao? Dạ, thi kỳ này con làm bài tốt lắm. Ừ. Hai đứa học hành như vậy là cha vui lắm. Mà hai đứa ở trên này có nghe lời cậu Bỉ không vậy? Hai đứa nó lúc nào cũng một phe, chỉ toàn ăn hiếp em. Chứ có nghe lời gì đâu. Cậu Út, cậu Út nói xạo không à, con đâu có đâu. Cậu Út ăn hiếp tụi con thì có. Suốt ngày bắt học bài, bắt đi ngủ sớm, bắt ăn cho nhiều, rồi không cho tụi con đi chơi luôn. Trời ơi, vậy mà nói ăn hiếp đó hả? Chứ sao. Thôi được rồi. Vì chiều nay cha sẽ cho cả nhà đi chơi. Rồi cha sẽ cho cả nhà mình đi ăn món Tây. Chịu không? Dạ chịu. Chịu. Nghe nói vậy có nghĩa là vụ này coi như đã kết thúc rồi hay sao? Thưa ngài, có thể là như vậy. Vì cho đến nay, theo điều tra của chúng tôi về cái chết của vợ chồng ông Trần Văn Cao, vẫn chưa thấy có dấu hiệu là một vụ án giết người. Khi nãy ngài có nói ông viện chủ Chánh Tâm có ý nghi ngờ rằng cái chết của vợ chồng ông Cao là do người ta mưu hại. Tôi nghĩ một khi ông Chánh Tâm đã nói vậy, ắt hẳn phải có nguyên cớ gì. Chúng tôi cũng rất quan tâm tới những lời nói của ông viện chủ Chánh Tâm.
Nhưng sau một thời gian điều tra, thì tôi nghĩ đó cũng là những gì ông ta suy đoán. Thưa ngài, qua điều tra chúng tôi được biết, vợ chồng ông Cao trước đây cũng là một hào phú nức tiếng của xứ Dòng Nâu. Nhưng nó bị người con ăn chơi làm cho tán gia bại sản. Khi được Thiện An Đường đưa về nuôi dưỡng, thì tinh thần đã suy sụp nặng nề. Nhiều người trong dưỡng đường đã khai báo rằng, trước khi chết vài ngày, tinh thần của vợ chồng ông Cao thay đổi rất lạ. Họ như hoảng loạn. Từ đó theo tôi, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng ông Bá Hộ Cao. Nói nãy giờ mà tên biện lý này không có đá động gì tới ân oán của nhà Bá Hộ Cao với thằng tù vượt ngục Lê Văn đó. Vậy y không biết hay cố tình không muốn nói? Lẽ nào lúc khám nghiệm tử thi y không phát hiện ra lá thư? Ngài có nghĩ tới chuyện lúc còn là Bá Hộ, vợ chồng ông Cao đã gây thù chuốc oán với ai? Này, họ báo thù hay không? Thưa ngài, đây là điều mà tôi đã nghĩ tới đầu tiên trong quá trình điều tra về cái chết của vợ chồng ông Cao. Qua quá trình điều tra thì tôi biết, khi còn là Bá Hộ, vợ chồng họ rất độc ác, biết bao nhiêu người oán hận họ. Nhưng qua điều tra, tôi có đủ lý do để loại trừ cái chết của họ là do bị báo thù. Ông Biện Lý ơi, ông đừng có vội tự đắc. Làm sao mà ông có thể biết được người giết vợ chồng Bá Hộ Cao là ai? Bữa nay tôi tới đây là để dò la thử coi ông đã biết thêm được những gì. Nếu biết ông vô dụng cỡ này, tôi đâu cần phí thời gian ngồi đây cả buổi. Mấy năm trước, cha tụi con mỗi lần lên tỉnh thành có công chuyện cũng ưa dẫn cậu theo. Chiều tối á, là cậu cũng được đi chơi như vậy nè. Cậu Út sướng quá à. Được cha dẫn đi nhiều nơi. Ở đây tối vui lắm. Rồi từ từ cha cũng sẽ dẫn con với anh Thể Phụng đi. Cha thích ở đây vì tỉnh thành này tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ, không xô bồ. Ngoài ra còn có nhiều hàng quán ăn ngon nữa. Cái này con cũng thích. Cái bà, có chuyện gì vậy? Chà, im đi. Vô, đi. Đi. Nè, đừng có đi qua mặt nó. Cứ đi sao mà theo dõi. Bà theo dõi ai? Có chắc không? Chà, sao lại không chắc? Đi. Hả? À, gì? Bà có tính vô không? Cái quán này sang quá, coi bộ mắc tiền lắm á. Quán Tây rẻ sao được? Mắc mớ gì, phải ăn cho tốn tiền. Ở đây chờ. Sao lâu nay không thấy ông ghé quán? Chú em khỏe chứ? Lâu nay qua bận nhiều công chuyện quá nên ít lên đây. À, cô bé này chắc là ái nữ của ông. Cô bé dễ thương quá. Cảm ơn chú em. À, tôi xin phép.
Đây là anh Bôi mà cha rất thích. Mỗi lần cha cùng Diêm chủ tỉnh đến đây ăn uống hay là tiếp khách, cha đều gọi anh ta phục vụ. Một người rất ân cần, tận tâm và vui vẻ. Các con ăn đi. Nè, phàm ở đời muốn làm việc lớn á thì phải biết kiên trì, nhẫn nại. Dòm cái bộ dạng của ông kìa, giống như là... Thì bà cứ nói, tôi giống như con chó đói đi. Mà con chó đói có khi còn chưa bằng tôi bây giờ. Bà dòm đi. Ông bớt nói một chút có được không? Bộ muốn làm lộ chuyện hả? Đứng dậy coi. Đứng lên. Đứng lên. Đi. Bây giờ tính sao đây bà? Đừng có lo, Hải Yến nó bỏ con Thu Dân từ hồi còn ẩm ngửa. Nay nó giáp mặt con nhỏ, nó cũng đâu có nhận ra. Biết là vậy, nhưng sao tôi không yên tâm chút nào hết. Biết rồi. Ông đừng có làm rối lên có được không? Để lên con. Rồi ngồi xuống đây. Đó là gia đình quan phó nhị ở tòa bố. Tối chủ nhật nào họ cũng đặt sẵn bàn ở quán này. Hai con ăn đi. Để cha tới chào quan lớn một tiếng cho phải phép. Dạ, anh nhìn kìa, ai như là ông chủ chánh tâm. Chào ông viện chủ. Dạ, chào quan lớn và phu nhân. Dạ, chào ông. Dạ, con chào ông. Dạ, con chào ông. Mọi người tự nhiên đi. Dạ. Dạ. Cũng thiệt là bất ngờ khi gặp ông ở đây. Thưa quan lớn, tôi cũng mới lên lúc trưa, định mời chiều sẽ ghé qua Tư Dinh để chào hỏi quan lớn với phu nhân cho phải phép. Cha ơi, con đói rồi cha. Con nó đói rồi, anh về bàn đi, để cho ông viện chủ còn tiếp tục dùng bữa nữa chứ. Mời ông viện chủ chiều mai tới nhà chơi với vợ chồng tôi. Cảm ơn quan lớn, nhất định tôi sẽ tới. Lấy ly nước coi. Tôi thấy chuyện đi bắt cóc con Thu Dân không có đơn giản đâu. Nè,
tội bắt cóc con người ta mà lộ ra là tù một gông chứ chẳng chơi. Ông im cái miệng xui xẻo của ông lại đi. Chưa chi đã trù ẻo à? Không phải là tôi trù ẻo, nhưng chuyện này nguy hiểm thiệt. Tôi muốn bà phải suy tính cho thật kỹ, chứ đừng có làm liều. Không có gan thì làm sao mà làm giàu? Ông cứ ngồi đó mà lo sợ, để tới khi thằng Hải Yến á, nó nhìn được con nó, thì coi như là mất toi công sức luôn. Tôi thấy trong chuyện này, tôi với bà không thể lộ mặt. Vì ông Chánh Tâm và ông Sáu Thới đều biết mặt mình. Chưa kể đám người của thằng Hải Yến. Biết đâu chừng lâu nay, nó để ý mình rồi cũng nên. Tôi thấy phải nhờ mấy tay anh chị thôi. Thôi, mướn cái tuổi đó, phải mất một số tiền nữa. Đúng là cái đồ đàn bà. Biết một mà không biết hai. Bà bỏ ra một số tiền nhỏ, mà sau này thu về lại lớn, mà còn chắc chắn an toàn nữa. Họ mà làm mấy chuyện bắt cóc này còn hơn. Thôi cũng được, tôi chịu cách này. Vậy ông lo đi mướn người, rồi chỉ chỗ con thu dân đi học cho họ. Nè, chuyện này không thể để lâu được, nghe không? Uống nước đi con. Dạ. Ông viện chủ có cô con gái thiệt là xinh đẹp. Cháu dễ thương quá. Chắc là ông cưng chiều tiểu thơ lắm. Thưa phu nhân, thú thiệt tôi rất cưng cháu. Dạ. Được cái cháu ngoan lắm, rất biết nghe lời. Sao tôi chưa có dịp nào để mà diễn kiến bà viện chủ phu nhân? Hôm tới dưỡng đường á, tôi cũng không có gặp bà nhà. Thưa phu nhân, tôi làm gì có bà nhà. Tôi vẫn còn độc thân. Ý mèn ơi, hóa ra ông viện chủ là người chưa có gia đình. Vậy cháu Thu Dân đây là... Thu Dân là con gái nuôi của tôi. Vậy cha mẹ ruột của cháu ở đâu? Dạ... Thôi, em hỏi làm gì? Con bé nó... Không sao, tôi sẽ nói cho phu nhân rõ. Ê, sao, sao? Sao rồi ông? Nói lẹ đi, bực mình. Vẫn chưa có kết quả gì hết á. Làm cái giống gì mà có một chút chuyện cũng không xong nữa. Bà có giỏi thì tìm họ mà thương lượng. Tôi nhường cho bà đó. Không xong á là không xong làm sao. Tôi tìm gặp mấy nhóm, nhưng mà cái giá bà đưa ra không bằng nhóm nào chịu làm hết. Chỉ có một chỗ nghe đâu là tương đối rẻ là nhóm của thằng Cô Chững. Thằng này nghiện hút nên giá nào nó cũng làm hết. Mà từ trưa tới giờ tôi chưa tìm ra nó nữa.
Chắc quan lớn và phu nhân còn nhớ người đàn bà qua đời đúng vào cái hôm quan lớn và phu nhân về thăm dưỡng đường. Tôi vẫn nhớ. Vậy ra cháu Thu Dân đây là con... Cháu Thu Dân đây là con gái của cô Ánh Nguyệt. À... Tôi thương cháu mồ côi, bơ vơ, nên nhận cháu về làm con nuôi. Thôi mà em, đừng có hỏi trước mặt con nhỏ như vậy. Vậy còn cha của con bé đâu? Thưa phu nhân, trước khi qua đời, cô Ánh Nguyệt cũng chưa kịp cho biết cha cháu là ai, tên gì. Tôi chỉ biết sơ qua, đó là một người có ăn học đàng hoàng. Dạ. Nhưng vì chạy theo danh lợi, nên đã phụ bạc mẹ con cổ. Sao lại có hạng người đê tiện như vậy chứ? Dám phủ đại vợ con để mà chạy theo danh lợi tiền tài. Ông viện chủ à, cho dù sau này họ có hối hận mà đòi lại con thì ông cũng nhất định đừng có trao con bé lại cho họ nghe. Hạng người đó làm sao xứng là cha của người ta chứ. Nè con, ngày trước có khi nào mà con nghe mẹ con kể về cha con có nghe không con? Em thôi đi. Đừng có hỏi như vậy nữa. Em không thấy tội nghiệp cho con bé sao? Thưa quan lớn và phu nhân, nhưng từ nay cháu Thu Dân đã có tôi là cha rồi. Tôi đã hứa trước hương hồn cô Ánh Nguyệt sẽ nuôi dưỡng chăm sóc cháu nên người. Tôi sẽ cho cháu ăn học đàng hoàng. Tôi không có gia đình, bây giờ Thu Dân là người thân duy nhất của tôi. Từ nay, cha con tôi sẽ dựa vào nhau mà sống. Trên đời này, khó tìm được người nào như ông viện chủ đây. Không biết người cha tán tận lương tâm kia đang ở đâu đó. Có cảm thấy hối hận, xấu hổ về những việc mình đã làm hay không nữa. Anh hai, tôi đã tìm được tung tích con Thu Dân rồi. À, vậy còn việc chồng Đỗ Cẩm, anh hai tính sao? Giết. Báo cáo thầy. Dạ thưa thầy, thầy có thư à? Dạ chào thầy. Thank you.
ơi. Linh đâu? Dạ. Thưa thầy, tôi có mặt. Gọi cái bổng lên cho tôi, mau lên. Dạ. Thưa thầy cho gọi tôi. Chú ngồi đi. Dạ. Bữa nay là ngày mấy rồi? Dạ, thưa thầy, hôm nay là ngày... À, thôi được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Thưa thầy, có chuyện gì không? Tôi vừa nhận được lệnh gọi cung còi lân dê. Thầy nói sao? Ông lân dê ở sở mật thám gọi thầy. Mà có chuyện gì? Họ vừa bắt được một tên và tình nghi là tội phạm đang bị tầm nã, nên gọi tôi lên. À, thì ra ông Lăng Xê gọi thầy lên để... Ừ. Nhưng mà thật hư chưa biết ra sao. Tôi thấy lạ lùng lắm. Thôi, có gì đâu mà lạ. Mấy chuyện công vụ này á, thầy cứ làm hết chức trách thì thôi, đâu có ai bắt bẻ gì được. Tôi đi chuyến này chắc là mất khoảng mấy ngày. Thầy tính chừng nào lên đường để tôi lo liệu? Trong thơ ông còn có dặn tôi ngày kia phải có mặt ở văn phòng của ông. Vậy chắc ngày mốt là tôi phải lên đường. Chú có chắc không? Để rồi anh coi. Năm bò này đã nghi là trúng. Được. Khẩu khí lớn lắm. Tò bố nằm ở đằng kia, bên trái. Rất đúng giờ. Thằng này đi xe hơi, chắc phải là quan to. Theo tin tức mà thằng Thư Hổ thu thập được thì chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ mưu hại thằng đó đích thị là tên phó nhị tòa bố Từ Hải Yến. Vậy mình phải làm sao đây? Kỳ này mình đụng tới thứ dữ rồi. Coi bộ không phải dễ chơi. Nếu anh em nào ngại thì cứ giao việc này cho tôi. Vì sinh mạng của thằng đó chính là sinh mạng của tôi. Tôi nhất quyết phải bảo vệ cho nó. Tư Hổ, mày nói như vậy là khinh thường anh em rồi. Chúng ta là anh em, ở đây ai ngại hả? Đã là anh em thì phải sống chết có nhau chứ. Các anh em phải bình tĩnh. Tôi biết ở đây ai cũng thương thằng đó như nhau, ai cũng đang nóng ruột. Anh Tám nói đúng, kỳ này mình gặp phải thứ dữ rồi đó. Nhưng không phải là không có cách. Bây giờ anh em mình trong tối,
Nó thì đang ngoài sáng. Anh em mình phải đoàn kết, đồng lòng phá tan cái mưu này của nó. Nhưng anh thấy Hùng có kế sách gì không? Tôi nóng ruột quá rồi. Được lắm, cũng đã đến lúc rồi. Vậy các anh em nghe đây, sớm mời cha sẽ về dưỡng đường. Hai đứa ở lại phải học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời cậu Bỉ nghe không? Dạ. Rồi mỗi tháng cha sẽ lên đây thăm các con một lần. Dạ. Lần trước anh nói anh có ý định mở rộng phát triển thêm dưỡng đường. Này, chuyện đó ra sao rồi? Lâu nay điền sản mình sinh ra quê lợi rất nhiều, mà quê lợi đó cũng để phục vụ bá tánh mà thôi. Anh đã bàn bạc tính toán với chú Sáu Thới xong hết rồi. Lần này về là bắt tay vô xây cất, mở rộng thêm dưỡng đường. Dưỡng đường mình rộng mênh mông, sao phải mở rộng thêm hả cha? Vì tình cảnh người khốn khổ cần được giúp đỡ ngày càng nhiều con à. Tiếng lành đồn xa, việc thiện của dưỡng đường càng thu hút được nhiều người già yếu, trẻ mồ côi nghèo khổ khắp xứ Nam Kỳ tới nương tựa ngày một đông. Vì vậy cha cần phải mở rộng thêm. Công chuyện ngày càng nhiều, một mình anh trông coi làm sao sể. Bởi vậy anh mới nói với chú Sáu Thới đang tìm người tin cậy để giao lại phần việc của chú ở thiện y phòng mà quản lý giúp anh một tay. Vì tới đây ngoài việc nuôi dưỡng, anh còn cho người nấu cơm từ thiện dành cho người qua đường, rồi tổ chức phát chẩn vào ngày rằm và 30 hàng tháng. Con mong học hành cho mau tấn tới, để mai này con sẽ trở về dưỡng đường phụ giúp cha một tay. Con cũng vậy nữa. Hai con ngoan lắm. Mời này không lớn, cha sẽ giao dưỡng đường lại cho hai con trông coi. Vậy ra trước giờ anh cứ úp úp mở mở với em cũng chỉ có bấy nhiêu. Vậy mà em cứ tưởng đâu là có chuyện gì ghê gớm lắm đó chứ. Không phải anh úp mở, mà vì anh cảm thấy chưa phải lúc để nói. Theo em thấy là anh tính toán quá lòng vòng, mất nhiều thời giờ không có đáng. Chứ theo em thì sao? Nếu như mà anh đã xác định được y là một tên tù dược ngục, thì chỉ cần anh đi bái với ông Langer là xong. Rồi sau đó thì sao? Sau đó số tài sản của y sẽ được đem ra phát mãi. Chúng ta sẽ dư sức mua lại được với giá rất rẻ chứ sao? Em ngây thơ quá. Em nên biết đây là một cơ sở từ thiện danh tiếng, không chỉ có quan chánh tham biện địa hạt mà cả thống đốc còn phải nể gì. Chuyện lật mặt một tên tù dược ngục không khó, nhưng còn chuyện đấu giá phát mãi một dưỡng đường với bao nhiêu con người khốn khổ là một chuyện không thể xảy ra. Vì làm vậy dân chúng sẽ không coi nhà nước ra gì. Anh nghĩ nhà nước họ sẽ cử người có chức trách khác.
đến trông coi dưỡng đường. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ có được cái cơ ngơi đó. Nhưng lỡ nhà nước vẫn cho phát mãi tài sản thì sao? Cho dù nhà nước có cho phát mãi tài sản đó, chúng ta có mua đấu giá bằng một giá rẻ nhất đi nữa thì cũng phải mất một số tiền không nhỏ. Nhưng liệu cách của anh có ép được y bỏ của chạy lấy người hay không? Liệu y có gì giữ mạng sống của mình mà tra có dẫn đường đó cho anh hay không? Rồi em coi, anh nhất định sẽ làm được. Nhưng anh muốn bàn với em một việc. Việc chi? Anh nói đi. Anh muốn bàn với em là sau khi mình làm chủ cái cơ ngơi đó, anh sẽ giữ lại một số cô nhi để nuôi dưỡng. Giữ lại một số cô nhi? Phải. Anh tính giữ lại chừng chục đứa. Dẫu sao đi nữa, mình cần tránh tiếng gièm pha của miệng đời. Ừ, anh nói nghe cũng phải lắm. 4, 6, 7. Con bé giống mẹ quá, lớn lên sẽ xinh đẹp lắm. Hiện tại coi như nó đã được an toàn, mình có thể an tâm. Nhưng vợ chồng tên Đỗ Cẩm còn sống ngày nào, coi như sự an toàn của con bé cũng như của mình vẫn bị đe dọa ngày ấy. Thưa bác mới về. Thưa bác mới về. Cha. Con gái ngoan của cha. Cha có mang bánh cho con. Thôi cha tiếp đi. Ừ, nhìn tiếp đi. Lẽ ra mình phải là người thế chỗ của gã đàn ông đó. Vậy mà rắc rối cuối cùng là ở chỗ này. Kìa, tụi nó tới kìa. Sao mà chậm lụt quá vậy? Thằng lé thằng bé, coi mày làm cho gọn. Bá cằn nhằn hai chú nãy giờ đó. Thì bà chị cũng vừa tới thôi, cằn nhằn gì? Thôi, làm lẹ lẹ đi, mất cơ hội bây giờ. Nhớ, phải cho gọn ghẻ đó. Bà chị cứ yên tâm, ba cái chuyện này thì đi mày. Hai bạn ăn đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ngon quá à.
Thôi mẹ vô tắm đi, tôi cũng phải về, không thôi lát nữa ba má tôi rầy á. Thôi tôi về trước nha. Sớm ơi, tụi tôi qua rủ bạn đi học nha. Ừ. Cháu Thu Vân. Dạ. Có người quen ở đằng kia muốn gặp cháu kìa, đi theo chú. Chú dẫn tôi gặp. Con nào có quen với hai chú, con không đi đâu. Không quen không đi nữa. Thả tôi ra, bớt người ta. Thả tôi ra, bớt người ta. Bỏ lên. Kéo nhanh lên mày. Nhìn lại. Lê. Ai với Thu Vân kìa? Đúng rồi, nhưng mà sao kỳ vậy? Ai đi với bạn Thu Vân vậy? Không lẽ bạn ấy bị bắt cóc? Bỏ người ta bắt cóc con nít kìa. Bỏ người ta, trời ơi, cứu bạn tôi. Có chuyện gì vậy? Bạn Thu Vân bị người ta bắt rồi. Mình phải làm sao đây chú? Chú ơi, lẹ lẹ đi chú. Đây có chắc ăn không mày? Bà chị đừng lo, tụi này làm nhiều vụ rồi, đảm bảo ngon lành.